Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 9, câu 1 tới câu 6. Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc. Cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy vũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Quý vị và các bạn thân mến, người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Chúa Giêsu đến trần gian để rao giảng và làm chứng cho tin mừng cứu độ. Người nói cho nhân loại biết về tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu nhưng không trao hiến và hy sinh nhằm cứu độ con người. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn mời gọi con người cộng tác vào sứ vụ của mình qua việc người chọn gọi các tông đồ khi xưa và hôm nay những Kitô hữu, sai họ ra đi mang bình an, yêu thương và ơn cứu rỗi đến cho muôn người. Đoạn tin mừng mà chúng ta suy ngẫm hôm nay còn cho thấy để thực thi sứ vụ loan báo tin mừng đòi hỏi nơi người môn đệ một lòng tin tưởng trọn vẹn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính sự tín thác này sẽ giúp cho người được sai đi luôn được vững vàng và kiên trung trước những khó khăn, thử thách trong sứ mạng của mình. Mỗi người chúng ta, dù sống trong bậc sống gì, dù sống ở lứa tuổi nào, đều được Chúa trao ban cho sứ vụ rao giảng và làm chứng cho tin mừng của Chúa. Điều chính yếu là chúng ta đừng để cho những trở ngại, gian truân làm chúng ta lùi bước, bỏ cuộc. Nhưng hãy xem chúng là cơ hội để chúng ta gia tăng niềm tin và phó thác vào thánh ý và chương trình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta và cho mọi người. Lạy Chúa nhân từ, xin dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, đem tin kính vào nơi nghi nan, đem trông cậy vào nơi thất vọng, đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Amen.